Dạ Huyền xin kính chào cả nhà mình ạ. Cả nhà mình ơi, thì hiện tại bây giờ đây thì đã là cuối mùa hè ở thành phố Montreal, Canada rồi. Cho nên hôm nay em Huyền xin mời cả nhà mình cùng ghé đến ngọn núi Mont Saint-Hilaire ạ. Cả nhà ơi, thì hiện tại đã là mùa hè cho nên là cây lá xanh mướt. Nhưng mà tới mùa thu á, thì cả nhà xem đây là một trong những địa điểm du lịch mà kéo rất là nhiều khách du lịch đến thăm. Lý do là ở đây có rất là nhiều cây, và đến mùa thu thì nó sẽ thay đổi theo sắc màu vàng cam đỏ, rất là đẹp. Và ở đây nó có một cái bờ hồ, rồi mình ngồi đây mình ngắm bờ hồ, mình ngắm cây cảnh thì thoải mái lắm cả nhà ơi. Dạ, cái đây là một trong những cái rừng thuộc khu rừng quốc gia đó cả nhà. Dạ, cây cối rất là nhiều và thân gỗ rất là to, thì nó có từ rất là lâu đời. Dạ, lâu đi á thì sẽ thấy có một vài anh chị em, cô dì chú bác gì đó sẽ đi bộ nè, đi chạy bộ nè, rồi đi băng rừng á, đi cầm gậy để mà chống gậy để đi, để leo núi đó cả nhà. Dạ, lâu á đi thì sẽ thấy những cái thân gỗ thế này, có thể là nó bị ngã, đó là em Huyền đoán thôi nha. Xong rồi người ta cắt đi đó cả nhà. Thân gỗ rất là to thì trên thân á cũng có mấy cái nấm á, nó mọc từ trong thân gỗ nè cả nhà. Và đi như vậy thấy nhiều lắm, thấy nhiều mà mấy cái cây bị cắt như thế này nè cả nhà. Nhiều ơi là nhiều. Rất là thoáng đãng ạ. Trong rừng thì rất là mát ạ. Dạ, đó, thì lâu sẽ thấy những cặp như thế này người ta đi bộ nè cả nhà. Rất là mát mẻ ạ. Dạ. Rồi cây nó ngã nè cả nhà. Đó, em sẽ quay cho cả nhà xem. Quay từ từ thôi chứ quay nhanh cả nhà chóng mặt. Dạ rồi đến này đó cả nhà, đó. Chính xác rồi đó cả nhà. Đó thì cây nó ngã thì người ta sẽ cưa ra rồi người ta để lại trong rừng luôn. Đó như thế này nè. Xong rồi có mấy cây á nó ngã như đây nè cả nhà thấy không, phía dưới nè, người ta để cho móc meo luôn, mục ra luôn nè. Đó. Mà cái thân gỗ rất là to, rất to luôn. Dạ, nói có sách mắt có chứng nha cả nhà. Đây nó giỡn giỡn nha, quay video nó giỡn giỡn thôi nha cả nhà. Đã, đó cái thân gỗ nó to như thế này nè, đó, rất là to luôn. Nhiều lắm, người ta cưa ra đó, đó, to lắm cả nhà. Mà cái bộ rễ nó khủng khiếp lắm. Dạ. Vào rừng thì được ngắm cảnh nè, ngắm cây nè. Tại ông Huyền cũng thích ngắm cảnh, ngắm cây. Dạ, vào rừng rồi còn nghe được tiếng suối chảy róc rách nha cả nhà. Dạ, rất là thích nha cả nhà. Dạ. Em Huyền rất là thích thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá cành vậy đó. Hơi bị sầm sàm nha cả nhà. Cả nhà vào kênh Huyền xem xong rồi nghe em Huyền nói sàm quá thì cũng bỏ qua cho em Huyền nha. Mình coi cho vui thôi nha cả nhà. Nhưng mà nói thiệt á là vào rừng á thì rất là thoải mái nè. Đầu tiên là thoải mái, làm cho mình cảm giác như tự do vậy đó. Rồi ngắm cây xanh là nghe nước chảy, tiếng suối chảy nè. Thì cũng đỡ nhớ nhà thiệt đó cả nhà. Dạ, thì hiện tại em Huyền đang đi tiếp với cuộc hành trình để chinh phục một cái đỉnh núi. Thì cái đỉnh núi này á là nó chỉ là một phần của cái ngọn núi này thôi. Em chọn cái quãng đường đi á không quá dài và cũng không quá ngắn. Thì chỉ còn 1 km nữa thôi là sẽ chinh phục cái đỉnh núi nhỏ này. Cái đỉnh này hôm nay em chọn á là chỉ là một trong 3-4 cái đỉnh núi của ngọn núi rừng Mont Saint-Hilaire này thôi nha cả nhà. Chứ không có sức nào đâu mà leo hết cái núi này đâu. Chọn một phần nhỏ thôi. Dạ, nó cao lắm đó. Dốc đá như vậy đó. Trong hình thì thấy nó vậy thôi chứ ở ngoài nhìn nó cũng cao lắm đó cả nhà. Đi từ từ thôi, tại vì sức mình yếu thì mình đi từ từ nhẹ nhàng thôi. Còn người ta khỏe thì người ta đi cây, người thêm có cái cây rồi người ta leo thiệt là nhanh, đi nhanh lắm. Dạ cả nhà ơi, vậy là hôm nay em Huyền đã chinh phục được một trong những đỉnh núi của ngọn núi Mont Saint-Hilaire này. Em Huyền cảm ơn cả nhà mình đã cùng em Huyền theo dõi hết video. Chúc cho cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe để có thể chinh phục được những chặng đường sắp tới. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại.